Các bạn thân mến, ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong một phần phát trực tiếp ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên. Đã khá là lâu rồi thì chị không xuất hiện cùng với các bạn, đúng không? Vì chị Hiên cũng đang có một vài dự định cho cuối năm của mình, thế nên là không có nhiều thời gian để lên phát trực tiếp cùng với các bạn được. Điều đó không đồng nghĩa với việc là chị không quan tâm hay là không theo dõi các bạn trên từng chặng đường đi đâu. Mà dù như thế nào thì chị cũng luôn luôn ở đây để đồng hành cùng với các bạn đấy. Ngày hôm nay chúng mình có một cái phần phát trực tiếp nhỏ xíu cùng với nhau để cùng nhau nhìn lại một năm vừa rồi của chúng mình nhá. Các em ơi, một năm vừa rồi các bạn đã làm được những gì rồi? Và có điều gì khiến cho các em cảm thấy tự hào về mình hay có một chút gì đó nuối tiếc vì mình không? Có điều gì khiến cho các bạn cảm thấy tự hào về mình hay nuối tiếc vì mình trong một năm vừa qua không? Có rất là nhiều bạn đang gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay. Một buổi tối cuối năm, một buổi tối trong những ngày cuối cùng của tháng 12, khép lại năm 2020 với đầy những biến động để chúng mình chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhất bắt đầu một năm mới, đúng không ạ? Thế nên là không biết là có điều gì khiến cho các bạn cảm thấy tự hào về chính bản thân mình, hay có điều gì khiến cho các bạn cảm thấy vẫn còn đôi chút nuối tiếc vì mình không? Bản thân chị thì nghĩ rằng là dù thế nào thì một năm của chúng mình cũng đã qua rồi, đúng không? Có thể là bây giờ các bạn đang ngập tràn trong những cái bài kiểm tra cuối học kỳ, bởi vì kỳ thi cuối học kỳ 1 của chúng mình đang diễn ra. Một năm vừa rồi, nếu như để tổng kết lại, có lẽ là chúng mình đã để cho bản thân chúng mình ngập trong bài vở. Thế nên có những lúc ấy, cảm thấy là bản thân mình chẳng làm được gì cả, giống như bản thân mình chỉ có đúng một ngày và cứ lặp lại 364 lần như thế trong một năm. Nhiều khi các bạn cũng sẽ cảm thấy bản thân mình nhàm chán như thế, đúng không? Nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là chẳng có điều gì là vô nghĩa cả. Khi các bạn đang cật lực để học hành, cũng có những ngày các bạn phải vùi đầu vào trong sách vở và cảm thấy bao nhiêu thứ mệt mỏi đang đè nặng lấy mình. Thế mà cuối cùng cũng đã qua hết nhỏ, đúng không? Cuối cùng chúng mình cũng tự bước qua hết tất cả những khó khăn đó. Thế nên nếu như để nói về năm 2020 của chúng mình, đừng cảm thấy nuối tiếc nhá. Hãy tự hào về bản thân mình, bởi vì chị đã nhìn thấy được sự cố gắng rất rất là nhiều của các bạn đấy. Và chị cảm thấy rằng là không có điều gì đáng tự hào hơn điều đó, được không? Và nếu như có thể thì hãy gửi những lời cảm ơn đến nhau, vì chị nghĩ rằng chẳng có điều gì quan trọng bằng việc ngày hôm nay chúng mình vẫn đang thấy nhịp tim của chúng mình đang đập, chúng mình vẫn còn đang còn sống và tiếp tục cố gắng sống những ngày thật tốt đẹp phía trước. Các em bây giờ có nhiều thứ lắm, tuổi trẻ này, ước mơ này, khao khát này, còn bao nhiêu thứ đang chờ đợi chúng mình ở phía trước. Thế nên là cuối năm rồi, đôi khi chúng mình cũng phải dành một chút thời gian để xả hơi, đúng không? Không nên quá để cho bản thân mình ép buộc là chúng mình phải làm hết những cái việc này, hoàn thành những công việc này, công việc kia. Cũng có những lúc mà bản thân các em phải để cho mình được nghỉ ngơi một tí chứ, đúng không? À, ở đây chị có nhận được một lời chia sẻ. Noel năm nay em được gặp Crush hay là Crush vì khác trường nên đã lâu lắm rồi không gặp. Tưởng là không còn thích nữa, vậy mà vừa gặp lại, 2 năm không gặp như tan biến hết thảy. Vậy là Noel năm nay trở nên thật đặc biệt. À, xúc động quá. Nuối tiếc nhiều hơn là tự hào. Nuối tiếc vì không cố gắng hơn, không mạnh dạn hơn, không trải nghiệm cuộc sống. Hy vọng 2021 em và cả chúng ta sẽ đều có được sự hạnh phúc, may mắn và tích cực. Chị ơi, bây giờ em cảm thấy rất mệt, em muốn ngủ một giấc thật lâu. Sau khi tỉnh dậy thì thi học kỳ 1 đã qua.
Rồi, các bạn ơi, có rất là nhiều những tâm sự của các bạn đang gửi đến chị. Và chị cảm thấy là chị thực sự rất hiểu những gì mà bản thân các bạn đang phải gánh gồng ở trên đôi vai của mình. Chị biết chứ, chị hiểu rất rõ những điều đấy. Thế nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là chúng mình không thể nào dùng cái sự áp lực để vượt qua sự áp lực được đâu. Thế nên là chúng mình chỉ có thể dùng cái sự lạc quan, chăm chỉ và niềm tin mãnh liệt của chúng ta vào việc nhất định chúng mình sẽ làm được điều đó. Thì chắc chắn là các em sẽ cố gắng để làm được điều đó. Và chắc chắn là các bạn sẽ làm được điều đó đấy. Chị biết là ở đây hơn gần 200 bạn đang xem phần phát trực tiếp này. Hy vọng lớn lao nhất của các bạn trong năm 2021 sẽ là đỗ nguyện vọng 1 đúng không? Hay là có bạn nào mong rằng là em sẽ đỗ để đi du học không? Có bạn, chị tin là đến 99% các bạn đang xem phần phát trực tiếp này đều mang trong mình một cái hy vọng, đó là em sẽ đỗ nguyện vọng 1. Chị cũng nghĩ là chắc chắn các em sẽ làm được điều đó đấy. Bởi vì các em đã có 12 năm học rất vất vả rồi. Năm vừa rồi các em còn vất vả hơn rất nhiều lần so với những năm học trước. Thế mà các em cũng vượt qua được. Thế thì chẳng có lý do gì mà các bạn lại không vượt qua được những khó khăn nhỏ xíu ở trước mặt để đi đến với kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đúng không? Điều quan trọng nhất là hiện tại bây giờ chị em mình vẫn đang ở đây cùng với nhau. Và không có một cái lời hứa nào ngoài việc là chị sẽ luôn cố gắng ở bên cạnh các bạn và đi cùng với các bạn cho đến khi các em đỗ nguyện vọng 1 các bạn nhé. Được không? Nào, một lời hứa cùng với nhau. Hãy cố gắng lên nhá. Hãy cố gắng lên. Ngoắc tay nào. Được không? Ngoắc tay nhá. Cùng cố gắng nhá. Ok chưa? Hãy cam kết là em sẽ sống một năm 2021 không hối tiếc. Em sẽ cố gắng để trở thành bản thân của mình, một người mà ưu tú hơn mỗi ngày, có động lực học, động lực sống hơn mỗi ngày. Được không nào? Cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì vẫn dành những tình cảm rất đặc biệt cho chị. 2021 chắc chắn sẽ là một năm rất đặc biệt của 2K3 đấy. Thế nên là chị nghĩ rằng những điều tuyệt vời sẽ đến với các em thôi. Còn những ngày cuối cùng của năm cũ này cũng sắp qua rồi. Chúng mình sẽ chào đón một năm mới. Một năm mới với rất nhiều những điều tuyệt vời ở phía trước. Hãy cùng cố gắng nhé. Chị cũng tin là sau tất cả những khó khăn và thử thách đó thì bản thân các bạn sẽ trở thành một người mạnh mẽ, dũng cảm, kiên cường hơn rất nhiều đấy. Chúng mình phải mạnh mẽ, dũng cảm, kiên cường để còn bảo vệ những người thân yêu xung quanh và còn bảo vệ thế giới nữa chứ, đúng không? À, em sắp thi cấp 3. Chúc cho những bạn nào năm nay chuẩn bị thi vào cấp 3 cũng sẽ đạt được cái nguyện vọng 1 mà các em mong muốn nhá, Kim Giang nhá. Được không nào? Tất cả các bạn đều sẽ đạt được tất cả những nguyện vọng mà các em mong muốn. Ôi đừng khóc. Sao lại phải khóc? Trong khi các bạn đã rất là cố gắng trong một năm vừa qua rồi. Có gì đâu mà phải khóc nhở? Đúng không? Chúng mình phải vui lên chứ. Vì chúng mình đang là thế hệ tương lai rất được chờ đợi vào năm tới. Các em sẽ là trung tâm của năm tới đấy. Các em sẽ là mối quan tâm của bố mẹ, của bạn bè, của anh chị, của tất cả mọi người vào năm tới. Thế nên là hãy coi cái sự kỳ vọng đó trở thành một động lực lớn lao để chúng mình cùng vượt qua em nhá. Ôi, không được nhắc tới chuyện đấy nhờ, đúng không? Đúng rồi, phải cố gắng lên. Thế à? À, chúc 2K3 đạt được nguyện vọng của mình. Bản thân tớ đã từng trải qua mà khi nhìn lại thời gian mệt mỏi đó có thể mỉm cười. Hay xem phát trực tiếp của chị Yên tâm sự để lấy động lực mà khóc hết nước mắt. Cuối cùng cũng qua đó. Chúc 2K3 mọi điều tốt đẹp nhất. Thỉnh thoảng thỉnh thoảng lúc nào mệt mỏi quá thì tâm sự với chị nhá, được không? Nhiều khi chị cũng có những ngày mệt mỏi mà. Thế là nhìn vào các em, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Chị bảo là các bạn 2K3 kia kìa, các bạn ấy còn đang bao nhiêu những cái khó khăn phải đối mặt kia kìa. Thế mà các bạn ấy cũng mạnh mẽ vượt qua hết đấy. Thế thì chẳng có lý do gì mà chị lại không vượt qua những cái chuyện đấy cả. Chị phải dũng cảm để bảo vệ các em nữa chứ, đúng không? Phải dũng cảm để bảo vệ các em và đi cùng các em nữa chứ, đúng không? Nhá. Em rất muốn đậu nhân văn nhưng mà thực sự rất khó. Nếu như trong đầu mình đã nghĩ là khó thì mình sẽ không có một tâm thế vững vàng để mình làm cái chuyện đấy đâu. Thế nên em phải thay đổi cách nhìn của em đi. Em phải thay đổi cách nhìn của em là em sẽ làm được. Chị tin chắc là em sẽ có những cái hành động khác, được không? Nhá.
ngày mai các bạn lại tiếp tục chìm vào sách vở để tiếp tục thi đúng không? Nỗi buồn nào rồi cũng qua, chỉ có ước vọng và hạnh phúc là còn mãi. Em cũng ước, không cần phải ước, hãy để cho cái điều ước đó của em hiện thực hóa và nó trở thành sự thực nhá. Được không? Chính xác, không có gì là quá muộn đối với những người biết cố gắng, chắc chắn là như vậy. Và bản thân của chị thì nghĩ rằng là em nói chung là chỉ cần chúng mình cố gắng thì sẽ không bao giờ chúng mình cảm thấy hối tiếc về những gì chúng mình đã làm được đâu. Được không nào? Ôi, tại sao lại nghĩ đến chuyện dừng bước đúng không? Chúng mình là những chiến binh rất dũng cảm cơ mà, tại sao lại phải dừng bước? Em mệt mỏi quá chị ạ. Chúc các bạn 2K3 sẽ cố gắng hết mình. Chúc bản thân và chúc các cậu có ngày cuối năm thật tự tin kiêu hãnh trên hành trình 2021 này nhé. Ôi, không cần phải thất vọng về bản thân, Bảo Trân ơi. Hãy đứng lên và làm lại nhá. Không có vấn đề gì hết, được không ạ? Mọi chuyện đã xong rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Và bây giờ chúng mình phải hướng tới những thứ phía trước, không được bỏ cuộc nha. Được không? Chị thấy các em động lực, gọi là các em đang chia sẻ với nhau rất là nhiều những cái lời động lực như thế này. Chị mong là những ngày cuối năm gửi đến nhau một lời chúc, gửi đến nhau một lời động viên. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy ấm áp hơn và thấy trên hành trình của chúng mình không hề đơn độc. Chúng mình có rất nhiều người đang ở bên cạnh chúng mình. Và điều đó sẽ làm cho chúng mình càng ngày càng dũng cảm hơn đấy. Được không nào? Không, thế thì các em chắc chắn là em đã có một cái gì đấy nó chưa đúng. Đăng Khoa hiểu chị không? Mình phải xem lại mình chưa đúng ở chỗ nào. Bởi vì không có ai cố gắng mãi mãi mà lại không thành công cả. Được không nào? Nhá. Các bạn ơi, có lẽ là chúng mình sẽ dừng lại phần phát trực tiếp tại đây thôi. Một phần phát trực tiếp chớp nhoáng cùng với các bạn, với một lời gửi gắm cuối cùng với các em, với một lời gửi gắm trong những ngày cuối năm như thế này. Cuối năm rồi, chúng mình xả hơi một tí để lấy thêm nhiều động lực bắt đầu một năm mới thật nhiều những thành tựu cho bản thân các bạn nhé. Chị sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những lần phát trực tiếp tiếp theo. Và chắc chắn rồi, chị sẽ đồng hành cùng với các em giống như một sứ mệnh rất quan trọng mà chị luôn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ phải đi cùng với các bạn đến cuối hành trình của các em, để giúp cho các em góp một phần nhỏ xíu cùng với các em thực hiện ước mơ của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi tối ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ nghỉ ngơi một tí nha, cho đỡ mệt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye bye.